Rồi, cái trang web của chúng ta khi mà nó dựng lên thì nó sẽ là ra như vậy các bạn ha. Thì đây là cái trang chính, là cái trang cơ bản của WordPress. Bây giờ chúng ta sẽ cài một cái theme vào cho nó. Thì các bạn vào đây, các bạn lấy theme ha. Đây, vào cái hot á. Ở trong này mình có để sẵn hai cái theme trong này nè. Bằng vào một cái mục theme này, nhấn double vô. Rồi, các bạn sẽ download thằng này về. Nó sẽ là 4.93 MB. Download thì nó sẽ nằm ở trong mục compress này các bạn ha. Xong, download về. Rồi thì bây giờ để cài cái theme cho nó sẽ có hai cách. Thứ nhất là các bạn sẽ vô cái trang admin. /admin nè, các bạn thấy chưa? Vào trang admin. Các bạn nhập cái mật khẩu mới nãy các bạn cái username với cái password admin mà các bạn đặt á, mới nãy mình đặt là icfix.org đúng không? Password là i can fix. Rồi, cho nó tự động đăng nhập. Nó sẽ đăng nhập vô cái trang admin của cái WordPress các bạn mới tạo ha. Thì để các bạn cài cái theme cho nó đó, các bạn sẽ có cái nhấn vào cái mục giao diện này nè, nhấn vào một cái. Rồi, nó sẽ có ba giao diện mặc định của nó nè các bạn thấy không? Các bạn nhấn vào thêm mới. Rồi các bạn tải giao diện lên. Nhấn browse và các bạn chọn cái file lúc nãy mà các bạn download về á. Nó nằm trong mục download đúng không? Compress. Đây. Nhấn double vào để cho nó tải lên. Và cài đặt. Có những cái hot á mà nó sẽ không có cho các bạn download, nhưng nó không có cho các bạn upload những cái file mà trên 20 MB ha. Thì sẽ có cái cách để cài cái đem khác thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rồi, sau khi mà các bạn tải cái đem này lên được rồi nè, nó sẽ báo các bạn là kích hoạt đúng không? Thì các bạn kích hoạt, một là kích hoạt tại đây, hai là các bạn quay về trang giao diện nó cũng sẽ có hiện lên cho các bạn cái chỗ kích hoạt cái đem. Đây, cái đem này các bạn thấy chưa? Rồi, kích hoạt nó lên. Rồi, khi mà các bạn kích hoạt cái theme này lên á, nó sẽ xuất hiện thêm một cái mục là mục My Theme Shop nè. Thì cái theme này là của My Theme Shop, nó sẽ cần các bạn một cái account để các bạn liên kết với cái web của nó, các bạn mới hiển thị lên được cái phần mà để chỉnh cái theme á. Đây, My Theme Shop. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở cái trang web này lên để các bạn xem cái giao diện của nó khi mà các bạn thiết kế chọn cái đem ha. Các bạn thấy chưa? Nó ra một cái tương đối giống như cái đem ở bên mình, các bạn thấy không? Đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào đây. Để mình sẽ vào cái My Theme Shop này để mình kết nối với cái account của nó. Đây. Nếu như mà các bạn đã có account rồi thì các bạn nhập vào đây. Đúng không? Còn các bạn chưa có cái account á thì các bạn vào cái trang web của nó là cái trang web mythemeshop.com. Các bạn nhấn sign up để tạo cái account. Đây mình sẽ tạo bằng cái account bằng cái email của mình, thì các bạn tự tạo của các bạn nha. Rồi các bạn mình đọc không kỹ. Cái này là tên đăng nhập nè. Thì icfix.org thôi, ở đây mới là cái mail nè. Rồi, mình sẽ đăng ký một cái. Đúng không? Lúc này nó sẽ báo là nó có gửi một cái mail về cái địa chỉ mà các bạn vừa mới đăng ký á. Các bạn nhấn vào hộp thư, các bạn tìm xem có cái mail về chưa. Trường hợp mà các bạn chưa nhận được cái mail á thì các bạn chờ một lát ha, chắc có khoảng là 10-15 phút hoặc là nửa tiếng gì đó, tùy theo cái server của nó thôi, có thể nó hơi gửi chậm một chút. Đây, nếu như là các bạn nhận được cái mail này là có nghĩa là nó đã gửi được về cho các bạn rồi đó, các bạn nhấn vào một cái. Rồi, thì các bạn sẽ thấy nó có cái password nè, các bạn copy cái password này. Copy. Rồi, các bạn vào cái trang của nó, các bạn đăng nhập. Đăng nhập với lại cái tên lúc nãy các bạn đăng ký á. Đó là icfix.vn@gmail.com và bắt cái password này vô bằng login một cái.
Rồi khi mà các bạn login vào đây, các bạn nhấn vào đây để các bạn đổi cái password lại ha. Các bạn đổi password lại. Đây nè. Các bạn nhập cái password lúc mà nó cho các bạn vào đây. Và các bạn đổi password mới. Rồi, các bạn đổi password thì các bạn cố gắng nhớ nha. Nếu không nhớ thì các bạn có thể reset password cũng được, không sao. Save lại. Sau hai cái clip đầu đó, các bạn đã biết cái cách mà đã dựng một cái căn nhà trên một cái mảnh đất rồi đúng không? Các bạn cũng đã hiểu sơ sơ rồi. Vừa làm vừa thực tập thì rất là dễ hiểu. Thì khi mà các bạn dựng cái căn nhà lên đó, đó chỉ là cái phần thô thôi. Và việc các bạn cài cái thêm cho nó đó chính là các bạn trang trí nội thất cho cái căn nhà đó. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng cái nền tảng của thằng MyDemShop. MyDemShop nó có cái đặc sản. Cái đặc sản của thằng MyDemShop chính là cái hàng cái theme option. Và để active cái theme option nó lên, các bạn sẽ phải kết nối một cái tài khoản với lại cái trang web của nó. Thì đó là yêu cầu của nó, chúng ta cứ việc làm thôi, không có tốn kém gì hết đó các bạn. Rồi, thì các bạn tạo cái account của nó, sau đó các bạn vào, các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ active được cái theme option lên. Sau này các bạn tất cả những cái vấn đề, những cái giao diện trên web á, các bạn đều vào cái thằng theme option đó để các bạn chỉnh sửa, rất là đơn giản. Chỉ việc click chuột và chỉnh sửa thôi, không có hề bất kỳ động một cái code nào hết. Các bạn thấy chưa? Rất là thích hợp để làm cho chúng ta, rất là thích hợp cho chúng ta là những người sử dụng. Thì chỉ cần các bạn làm demo trên một cái web của mình ok thôi, thì sau này các bạn lên cái trang theme option đó, các bạn thích cái giao diện nào các bạn đăng ký, các bạn mua cái giao diện đó về các bạn chỉnh sửa cũng y chang như những gì mà mình đã hướng dẫn các bạn làm á, tại vì nó chỉ có một cái nền tảng một thôi, rất là dễ sử dụng. Đó chính là cái lý do vì sao mà mình mới giới thiệu các bạn cái cách mà sử dụng cái nền tảng của hàng MyDemShop. Sau khi các bạn đã tạo cái tài khoản của MyDemShop rồi đó, thì các bạn nhấn vào đây để các bạn kết nối. Các bạn nhập địa chỉ mail ở đây, password ở đây cũng được. Còn không thì các bạn có thể vào cái giao diện nè, các bạn nhấn vào cái theme option nè. Lúc mà các bạn chưa kết nối nó cũng bắt các bạn nhập thôi đúng không? Mà chúng ta nhập ở đâu cũng được. EasyFit vn@gmail.com lúc nãy mình tạo ở đây đúng không? Rồi giờ mình nhập cái password ở đây. Sau đó mình connect với nó. Rồi, sau khi connect rồi các bạn thấy không? Các bạn refresh cái web rồi một cái. Để cho nó cái phần mà đem option nó hiện lên cái khoảng chỉnh sửa nè. Có rất là nhiều cái chỉnh sửa trong này. Rồi thì bây giờ các bạn có thể dọc đi ha, các bạn thích thì các bạn cứ dọc đi, dọc cho nó tè le tét lét cũng được, chúng ta đang học mà không sao hết đó, các bạn cứ dọc đi.